Cựu CEO Eudora Menhichin đã có chia sẻ với tờ Chairman Inbo về những ồn ào gần đây giữa cô và tập đoàn Hive cũng như nhóm nhạc Newchin vào ngày 26 tháng 9 mới đây. Trong đó, Menhichin khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ rằng tập đoàn Hive đã từng đề nghị trả tiền để cô rời đi trong yên bình. Tuy nhiên, mẹ đẻ Newchin đã từ chối. "Nếu vì tiền thì tôi không có lý do gì để trải qua một trận chiến đau đớn và mệt mỏi như này, sau khi tôi giành được lệnh cấm sơ bộ trong cuộc họp cổ đông bất thường vào tháng 5 nhằm cách chức tôi, Hive đã đưa ra một đề nghị rằng họ sẽ trả tiền cho tôi để tôi rời đi. Vì tiền không phải là mục tiêu nên tôi đã từ chối." Sau khi chia sẻ của Menhichin được lan truyền trên truyền thông, tập đoàn Hive nhanh chóng lên tiếng phủ nhận về đề nghị đưa tiền để cựu CEO Eudora rời đi. Điều này cho thấy Menhichin đã nói dối. Tập đoàn cho biết, Hive chưa từng đề xuất bất kỳ thỏa thuận nào rằng hãy nhận tiền và rời đi. Trước tiên, Hive không đưa ra bất kỳ đề nghị nào như vậy với giám đốc Menhichin. Việc đưa ra những cáo buộc vô lý như vậy trong cuộc phỏng vấn với truyền thông là điều thật khó hiểu với chúng tôi. Cuộc kiểm toán đã được tiến hành sau khi có nhiều thông tin báo cáo từ cả trong và ngoài công ty. Kết quả cuộc kiểm toán cho thấy, giám đốc Min đã tìm cách tấn công công ty cùng phó giám đốc trong một thời gian dài và có nhiều chứng cứ cho thấy Min đã gặp gỡ các nhà đầu tư với mục đích không tốt. Ngoài ra, cựu CEO Menhichin vẫn chưa hợp tác trong quá trình kiểm toán của công ty. Vấn đề này hiện đang trong quá trình điều tra của cảnh sát. Giám đốc Min đã được đảm bảo đầy đủ quyền hạn trong việc sản xuất và quản lý. Trong thời gian làm đại diện, giám đốc Min đã được đảm bảo quyền hạn cao nhất trong việc sản xuất và quản lý, không chịu sự can thiệp từ bất kỳ ai và đã nhận được nhiều lợi ích và hỗ trợ lớn hơn bất kỳ công ty con nào khác về các vấn đề như quyền chọn mua, lương, phúc lợi, hỗ trợ hoạt động và quảng bá. Các cáo buộc rằng một công ty PR nước ngoài đã phát tán tài liệu bôi nhọ là hoàn toàn sai sự thật. Điều này cũng được xác nhận bởi các nhà báo. Ngoài ra, nhà báo Pilbara Jeff Benjamin cũng đã cho biết chưa từng nhận được tài liệu nào bôi nhọ về giám đốc Min. Về doanh số bán đĩa tại Nhật Bản có sự pha trộn giữa lượng hàng xuất và doanh số bán, dẫn đến việc xuyên tạc sự thật. Nội dung bài báo nói rằng Newchin đã bán được 1,02 triệu bản chỉ tại Nhật Bản là một sự xuyên tạc lớn. Điều này được giải thích bằng dữ liệu từ bảng xếp hạng Oricon công khai vào thời điểm đó. Ngày hôm sau khi bài báo được công bố, Hiệp hội ghi âm Nhật Bản đã xác nhận chứng nhận vàng 100.000 bản, nhưng chứng nhận vàng được chọn dựa trên lượng hàng xuất. Việc tạm dừng việc chuẩn bị fan meeting và album mới không phải do sự can thiệp của Hive, mà là do sự thiếu trách nhiệm và chậm trễ trong quyết định của CEO Min. Eudora đã cân nhắc sử dụng sân vận động World Cup Seoul làm địa điểm cho buổi gặp mặt fan ở Hàn Quốc, nhưng đã bị từ chối do vấn đề mặt sân cỏ. Ban lãnh đạo mới đã nhiều lần đề nghị họp với Menhichin để thảo luận về các phương án thay thế và album mới, nhưng cựu CEO Min đã trì hoãn phản hồi hoặc đột ngột xin nghỉ dài hạn, gây cản trở cho nhiều công việc. Giám đốc Min cho rằng đề xuất cách chức CEO không nằm trong chương trình nghị sự của cuộc họp, nhưng đây cũng là một tuyên bố vô lý. Các mục trong chương trình nghị sự của hội đồng quản trị không phải tham khảo ý kiến và không có nghĩa vụ phải thông báo trước. Tuy nhiên, hội đồng quản trị Eudora đã nói rõ chương trình nghị sự với giám đốc Min 3 ngày trước cuộc họp. Phía Hive làm rõ những thông tin sai lệch gần đây. Hive tiết lộ về lý do sa thải Menhichin. Về lý do sa thải, ban giám đốc giải thích rằng ngoài sự đổ vỡ của mối quan hệ tin cậy, việc tách công việc của CEO khỏi công việc sản xuất là phù hợp. Tuy nhiên, mọi bằng chứng xung quanh dường như đang chống lại Hive. Trước đó, trong phỏng vấn độc quyền vào ngày 26 tháng 9 trên trang mạng Inbo, cựu CEO Menhichin của công ty Eudora, quản lý nhóm Newchin, tố tập đoàn Hive phát tán tài liệu vu khống cô cho phương tiện truyền thông nước ngoài. Theo đó, Menhichin nói, tôi nhận được cuộc gọi từ Jeff Benjamin, một nhà báo của Billboard. Anh ấy nói rằng công ty truyền thông của Hive ở nước ngoài, TASS, The Agency Group PR, đã gửi cho anh ấy một tài liệu đầy rẫy những lời vu khống về tôi. Vì nội dung quá phiến diện và kỳ lạ, nên anh ấy muốn xác minh sự thật từ tôi. Bên ngoài, họ quảng bá rằng họ đã đề nghị tôi làm nhà sản xuất trong 5 năm, nhưng sau lưng, họ lại lan truyền tài liệu bôi nhọ đến cả các phương tiện truyền thông quốc tế. Ai có thể tin tưởng một công ty như vậy được chứ? Cùng ngày, phía Hive lên tiếng phản bác rằng tuyên bố của Menhichin là sai sự thật. Công ty truyền thông nước ngoài chưa bao giờ phát tán bất kỳ tài liệu nào về cựu CEO Menhichin, và nếu đưa ra tuyên bố như vậy thì đó là lời nói dối. Nhà báo Jeff Benjamin cũng gửi phản hồi rằng anh ấy chưa bao giờ nói với Menhichin về việc anh ấy đã nhận được tài liệu mang tính chất phỉ báng. Nhưng chiều 26 tháng 9, Jeff Benjamin đăng tải bài viết trên X cùng với ảnh chụp màn hình một đoạn tin nhắn với Menhichin gián tiếp xác nhận việc Hive đã gửi tài liệu cho Billboard. Động thái của Jeff Benjamin khiến Hive bị người hâm mộ Newchin và những người ủng hộ Menhichin chỉ trích, nói dối, bóp méo sự thật. Song cũng có ý kiến chỉ ra Hive chỉ phủ nhận việc gửi tài liệu phỉ báng Menhichin cho truyền thông nước ngoài chứ không phủ nhận việc liên hệ với Jeff Benjamin.